Mến chào cả nhà, rất vui khi mọi người ghé qua kênh của Thảo. Buổi sáng hôm nay thì mời mọi người cùng mình ăn món bún chả giò nha. Vừa rồi thì nhà cháu mình có cuốn chả giò rế, rồi cho mình mấy hộp, mình đã để tủ đông, hôm nay thì rã ra để mình chiên lên ăn sáng nha. Đã có nguyên liệu chính là chả giò, cho nên bây giờ mình chỉ chiên lên rồi sơ chế các món khác, cho nên cũng nhanh thôi các bạn. Nếu như các bạn cũng muốn thay đổi buổi sáng bằng món này thì mình có thể mua sẵn chả giò mà họ làm rồi, giống như là trong siêu thị hoặc là các hàng tạp hóa cũng có. Mình làm thêm nước mắm, sơ chế rau thơm và cắt dưa leo nữa là ok rồi cả nhà. Rồi cũng đã được một mặt, mình sẽ lật mặt kia lên để chiên tiếp cái mặt còn lại. Được cái nào rồi thì mình sẽ gấp dần ra. Mình cũng gấp ra được một ít rồi. Bây giờ mình gấp ra thì sẽ cho nó vào cái khăn giấy để cho thấm dầu mỡ một chút xíu nha các bạn. Làm như vậy thì vừa bớt dầu mỡ mà khi mình ăn nó cũng giòn lâu hơn nữa. Chả giò đã chín cho nên là rất là thơm. Mình ngửi mùi thơm nhất là cái mùi khoai môn đó cả nhà. Có người còn gọi là khoai cao nên các bạn. Với món chả giò này thì cũng tùy theo ý thích của mình. Chẳng hạn như là mình muốn ăn nhân là thịt heo xay với lại khoai môn. Còn không thì mình có thể chuyển qua là nhân tôm hoặc là nhân các hải sản cũng rất là ok cả nhà. Chả giò chín rồi cho nên rất là thơm nha. Chả giò hôm nay thì có nhân thịt heo xay với lại khoai môn, cho nên là cái mùi khoai môn nó tỏa ra rất là thơm. Mình cũng sẽ chiên trước một số cá như thế này, rồi ai ăn sau thì mình sẽ chiên tiếp. Như vậy thì nó còn nóng và giòn, sẽ ngon hơn nữa ha. Chả giò này thì mình ăn kèm vào bún cũng ngon, hoặc là mình ăn không cũng được, chấm với tương ớt cũng rất là ok. Một mẻ vừa chiên xong, còn nóng và giòn, bây giờ mình sẽ review thử nha cả nhà. Rất là giòn, thịt thì ngọt và cái gia vị khoai môn thì nó bùi bùi. Em thêm một chút gia vị nữa cho nên là ăn rất là bắt miệng nha các bạn. Mình mới ăn không thôi mà cũng cảm thấy là rất là ngon miệng. Dùng mì tiếp luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế dưa leo. Dưa leo mình cũng đã cắt đầu và chà nhựa rửa sạch rồi. Để ăn kèm với món bún cho nên mình sẽ băm và thái nhỏ ra hơn. Như vậy cho nó dễ ăn nha các bạn. Có dưa leo thì món bún của chúng ta ăn đỡ khô hơn và bắt miệng hơn nữa. Bên cạnh đó thì cũng có thêm rau xà lách và rau thơm. Mình cũng đã nhặt rửa sạch kỹ và đang ngâm rồi lát nữa mình sẽ vớt lên. Hành lá mình cũng đã nhặt sạch và rửa. Bây giờ mình sẽ thái nhuyễn ra để làm một chén dầu hành nha cả nhà. Để lát khi ăn mình rưới thêm một chút dầu hành này vào trong cái món bún chả giò của mình. Ăn nó sẽ béo béo, đậm đà, rất là thơm ngon nha. Cho vào trong chén một ít hạt nêm. Như vậy thì cái chén dầu hành của chúng ta sẽ đậm đà ngon hơn. Dầu ăn đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ rưới vào đây luôn nha. Trong lúc cho dầu vào thì mình sẽ đảo đều lên để cho cái gia vị và cái hành nó chín luôn nha các bạn. Các nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ sắp lên để dùng sáng nha cả nhà. Với món bún này thì các nguyên liệu cũng rất là dễ tìm, dễ mua. Mình có bún nè, dưa leo, một chén dầu hành, rồi rau sống, rồi một đĩa chả giò mình đã vừa chiên, được trang trí thêm một chút, nhìn cho bắt mắt để ăn cho thêm ngon miệng nha các bạn. Thêm một tô nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay. Với các món mà ăn với nước mắm thì cái nước mắm cũng rất là quan trọng nha các bạn. Mình đã dùng đường phèn để nấu làm nước mắm cho nên là cái vị nước mắm ăn rất là ngon. Thêm một ly cam vắt để cho tăng khẩu vị cho bữa ăn nha cả nhà. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ gấp bún ra. Mình sẽ sử dụng cái đĩa chủng chủng hoặc là cái tô cho nó dễ đảo nha. Mình cảm nhận là ăn được bao nhiêu thì mình sẽ gấp bấy nhiêu. Tiếp theo thì mình sẽ cho rau xà lách và rau thơm. Để cho nó dễ ăn cho nên bây giờ Thảo sẽ xếp lại và mình sẽ cắt nhỏ ra hơn. Cắt nhỏ như vậy để cho lát mình dễ đảo và cũng dễ ăn nữa nha các bạn. Thêm một ít dưa leo nữa nha. Tiếp theo là nguyên liệu chính của chúng ta,
đó là chả giò. Mình có thể để nguyên cái hoặc là cắt nhỏ ra cho dễ ăn các bạn. Rưới thêm một chút dầu hành nữa nha. Và bây giờ thì cho nước mắm vào. Cho hơi kha khá nước mắm, ăn cho nó ngon nha các bạn. Mình cũng đã làm xong một đĩa bún chả giò với đầy đủ topping, trông cũng rất là hấp dẫn nha cả nhà. Trước khi ăn thì mình sẽ đảo đều lên để cho nước mắm nó thấm đều vào đĩa bún. Như vậy thì mới ngon ha các bạn. Với món bún chả giò này thì cũng rất là dễ ăn. Các em bé mà muốn ăn thì mình sẽ làm nước mắm không cay. Như vậy thì cũng tiện. Mình chuẩn bị một món mà cả nhà mình đều dùng được phải không các bạn? Rồi, Thảo mời mọi người cùng dùng sáng nha. Cái cuốn chả giò thì thịt nó ngọt và bùi, béo. Rồi mình ăn kèm với bún, dưa leo, rau thơm, xà lách, hòa quyện cùng với nước mắm chua ngọt cay cay. Thêm cái vị béo của dầu hành nữa. Cho nên là món ăn này rất là bắt miệng nha các bạn. Với rau sống mà bạn nào ăn được cái món giấp cá, mình cho thêm vào cái món này thì ăn rất là cuốn nha. Thêm một nguyên liệu nữa mà mình có ăn sẽ rất là dính nữa nha. Đó là đậu phộng rang. Có thêm đậu phộng rang nữa thì ăn cái món này nó sẽ lôi cuốn hơn nên các bạn. Để mình đứng gần review cái độ giòn của chả giò nha. Giòn và ngon nha cả nhà. Mình sẽ zoom mi tiếp nha. Với món này thì mình ăn không bị ngán đâu các bạn. Bởi vì nó có rau rồi ăn kèm thêm nước mắm nữa, cho nên ăn chỉ biết no thôi chứ không có ngán. Nhâm nhi thêm nước cam ép nữa cho nó tăng thêm khẩu vị, bắt miệng cho bữa ăn nữa nha cả nhà. Với món giải khát này sau bữa điểm tâm sẽ giúp mình thêm C cho ngày mới năng động nha các bạn. Vậy là mình cũng đã chia sẻ với các bạn một bữa điểm tâm tuy là đơn giản nhưng rất bắt miệng và hấp dẫn phải không cả nhà. Nếu thấy lý thú vị, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe giúp Thảo nha. Thank you cả nhà. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.